Đây là món gà ở Việt Nam do mẹ mình làm. Đây, bạn thấy nó ngon không? Nè, nó màu đen nè mà nó còn ngon nữa. Nhiều. Bỏ lại các bạn ơi, nghe được lắm luôn á. Đây là món cơm chiên luôn do ba mình làm, rất là tuyệt. Cái món cũng nước mắm. Đây là món mì, mì chiên trứng bánh tra lót bánh chát. Gồm có mì nè, khoai tây nè, trứng nè, bánh tráng nè. Để mình ăn thử coi nó có ngon không nha các bạn. Rất là ngon luôn đó các bạn. Bánh tráng giòn, mỏi luôn. Mỏi giòn thì trứng thì nó thơm, khoai tây thì nó ngọt. Rất là ngon luôn đó các bạn. Các bạn thử xem nào, làm thử coi. Coi để lúc hãy tiếp tục xem video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.